Thưa cha, khán thính giả Daniel Võ tại Melbourne, Úc thì hỏi cha về hội thánh duy nhất. Còn tháng khán thính giả Marian Nguyễn ở tại Torrance, Hoa Kỳ thì lại muốn hỏi cha về hội thánh chân chính. Thưa cha, trong kinh lời nguyện cầu cho ơn thiên triệu của Tổng giáo phận Los Angeles, con thấy vẫn đọc, xin chúc lành cho chúng con với nhiều ơn gọi linh mục, hầu chúng con tiếp tục là hội thánh chân chính của mầu nhiệm thánh thể con không hiểu rõ tại sao lại gọi giáo hội công giáo là hội thánh chân chính của mầu nhiệm thánh thể, vì con biết chính thống giáo cũng tin mầu nhiệm thánh thể và công giáo tách ra từ chính thống giáo mà. Ờ chúng ta thấy được rằng trong đối thoại thì ai cũng nói là mình chân chính chứ nếu mình không chân chính thì đâu có tồn tại và đâu có đối thoại được. Và dĩ nhiên khi mình bảo chân chính thì mình không có nghĩa là nói người khác là lệch lạc. Đó cũng là một cái khó khăn trong đối thoại đức tin, đối thoại chân lý. Và riêng câu hỏi chúng ta nhận được đó, có một cái yếu tố cuối cùng đó, khi mà nói giáo hội công giáo tách ra khỏi chính thống, thì tôi xin phép được đính chính lại. Như là trong cái phần trả lời hôm nay chúng tôi đã giải thích thế nào là đạo công giáo. Ngay từ đầu Chúa Giêsu thiết lập hội thánh và khởi đầu thì không có phân biệt Đông Tây. Đó và sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có giáo hội công giáo rồi có giáo hội chính thống, giáo hội tin lành vân vân thì trải qua dòng lịch sử với những cái cuộc đại ly giáo. Mà cuộc ly giáo chính thống là một cuộc ly giáo có thể nói để làm một cái vết thương rất là đau đớn trong hội thánh, rất đau đớn. Cụ thể là chính thống giáo đã tách ra khỏi giáo hội công giáo vào ngày 16 tháng 7 năm 1054. À. Giáo hội công giáo Đông phương giáo hội ở Đông Phương, ở Hy Lạp, công tăng Tin tách ra khỏi giáo hội công giáo Tây Phương, tách ra khỏi. Cái thời của Đức Cố Giáo Hoàng Leo thứ 9, và ở đây đó không phải chỉ là tách ra, mà hai bên còn ra vạ tuyệt thông cho nhau. Bên này ra vạ tuyệt thông cho bên kia. Và cái vết thương đó rất là lớn trong suốt cả một ngàn năm lịch sử cả ngàn năm lịch sử. Nhân tiện thì tôi xin được phép nói một chút đôi nét thôi để phân biệt một chút giữa công giáo và chính thống đó. Thực ra thì chúng ta biết trong lịch sử truyền giáo đó thì uh, Thánh Phêrô uh, truyền giáo ở trên vùng đất mà ngày nay là đặt tòa thánh của giáo hội công giáo Tây Phương, giáo hội La Mã. Trong khi đó, uh, bào huynh của Thánh Phêrô là Thánh Andre thì lại đi sang cái truyền uh, giáo ở cái mạng mà hôm nay thì chúng ta thấy nó là đông phương thế cho nên uh, nếu chúng ta giáo hội công giáo tây phương tôn kính thánh phê rô như tông đồ trưởng thì bên đông phương người ta tôn kính thánh an rê cái buồn ở chỗ là anh em cùng một nhà đó hai anh em truyền giáo thì nay lại tạo ra một cái vết nứt lớn không thể nào dường như không hàn gắn được Đấy. và chúng ta biết giáo hội bên đông phương Constantinople đó khi mà tách ra rồi và sau này đó thì truyền giáo rồi họ lan rộng ra ở à, các cái vùng khác như là ở thổ nhĩ kỳ ở nga ở bulgari ở ukraine vân vân và tất cả đều mang danh là giáo hội đông phương giáo hội chính thống nhưng mà cái điểm khác biệt ở đây là tất cả các giáo hội này ra như là rất độc lập không có một vị lãnh tụ riêng Xin lỗi, không có một vị lãnh tụ chung cho tất cả giáo hội công giáo đông phương trên thế giới. Nếu chúng ta là người công giáo Tây Phương, thì chúng ta biết được rằng tất cả dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng, giám mục Roma. Nhưng mà các giáo hội chính thống đông phương đó, thì mỗi một quốc gia như vậy, họ có cái vị thượng phụ riêng của họ. Cho nên à, dường như là độc lập. Độc lập. Cái vết thương hai bên phạt vạ nhau cả hàng ngàn năm và rất khó để đi đến một cái cuộc đối thoại bởi vì à, cái lý do khi mà đông phương tách ra khỏi tây phương đó nó có thể vừa lý do chính trị vừa lý do về quyền bính vừa lý do về tín lý Đấy, chẳng hạn lý do một tín lý người ta hay nói đùa với nhau chỉ có một cái chữ què thôi mà tách biệt nhau Ở, filio què, trong tiếng latin filio què trong kinh tin kính thì uh, giáo hội công giáo tây phương tuyên xưng rằng uh, tuyên xưng rằng chúa thánh thần thì bởi chúa cha và chúa con mà ra và bởi chúa con mà ra Filioque. đông phương không chấp nhận cái đó trên bình diện tín lý à. và dĩ nhiên họ cũng không chấp nhận quyền bính của đức giáo hoàng không chấp nhận quyền bính đức giáo hoàng đặc biệt với lại cái uh, Tuyên tín Đức Giáo Hoàng có quyền bất khả ngộ, Đông phương không chấp nhận. Và ngày hôm nay chúng ta thấy giữa Đông phương chính thống và Công giáo Tây phương đó cũng có những cái điểm khác biệt. Chẳng hạn chúng ta thấy uh, liên quan đến thánh mẫu học đi, có bốn tín điều ngày hôm nay liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria. Thứ nhất là tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa được công đồng Ephesus 431 công bố. Tín điều thứ hai Đức Maria đồng trinh trọn đời do công nghị Laterano công bố năm 649. Tín điều thứ ba, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đó, thì lại không phải do công đồng mà Đức Pio thứ 9 công bố vào năm 1854. Và tín điều thứ tư, Đức Maria mông triệu do Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 công bố 1950 Thế nói như vậy Họ có tin Đức Maria vô nhiễm nguyên tội Và hồn xác lên trời không Thưa có Nhưng họ tin với truyền thống riêng của họ Chứ không tin vì uy tín của Đức Giáo Hoàng công bố Đấy Nó có cái sự rạn nứt như vậy Rồi trên bình diện cửa hành bí tích Thì chúng ta thấy đông phương Chính thống họ đón nhận toàn bộ Cái tính cách tông truyền Bởi vì Thánh Andre truyền giáo bên đó cho nên những gì mà bên hội thánh công giáo tin thì bên công giáo tây phương họ cũng tin đông phương họ cũng tin như vậy chính thống họ cũng tin như vậy cũng có bảy bí tích tuy nhiên nó có một chút khác biệt thôi ví dụ như là cử hành phục vụ tây phương của chúng ta thì cử hành bằng bánh không men đông phương thì bánh có men à, chính thống bánh có men hoặc là chúng ta không cho uh, tây phương thì linh mục độc thân còn đông phương các linh mục có gia đình thế thì nó có một chút khác biệt và chính vì cái tính cách của bí tích có tính cách tông truyền, à, cho nên trong những hoàn cảnh người công giáo Tây Phương, ví dụ tôi đi làm việc ở Nga mà tôi không có nhà thờ Tây Phương nào để dự lễ, thì tôi có thể tham dự thánh lễ của giáo hội công giáo, của giáo hội chính thống, bởi vì tính cách bí tích đầy đủ có bí tích thánh thể nhưng mà ở đây vẫn còn có một cái sự gọi là chưa hoàn toàn hợp nhất nên một à, vẫn còn là hai giáo hội khác biệt nhau, và Thực ra thì cái sự gọi là hòa hợp cho đến ngày hôm nay thì đạt được những cái bước rất là khả quan, rất là tốt đẹp. Cụ thể chúng ta thấy vào năm 1966, Thánh giáo Hoàng Phao Lồ Đệ Lục và vị thượng phụ của công tăng tin nốt đó chính là Đức thượng phụ Athenagoras Đệ Nhất. Thì hai người đã bắt tay giao hảo với nhau gỡ cái vạ tuyệt thông cho nhau, tôn trọng nhau, gọi nhau là anh em thì cái cái sự đối thoại đại kết đó đã có những bước tiến bộ rất tốt và đặc biệt trong việc cử hành thánh thể, tập trung vào câu hỏi chúng ta đón nhận. Thế thì việc cử hành thánh thể dường như hai bên có thể nói là gần như hòa với nhau, chỉ còn một chút nữa là lên một là có thể lên một với nhau được rồi. Thế thì cái khác biệt còn lại chăng là giữa bánh có men không men hay là cái sự hiệp thông trọn vẹn với đức giáo hoàng mà thôi. Thế thì ở trở lại tôi phân biệt một chút cái sự khác biệt giữa chính thống và công giáo như vậy, để cho thấy khi mà cầu nguyện để chúng con có nhiều linh mục và để cử hành thánh thể trong một hội thánh chân chính, thì chúng ta cũng hiểu trong cái bối cảnh đối thoại đó, đối thoại mà mình cứ khư khư khẳng định mình đúng thì làm sao đối thoại với người khác? Tuy nhiên, ở đây đó, mình không giữ được lập trường, mình đánh mất chính mình thì cũng không thể đối thoại. Phải giữ được cái nét giáo lý tinh trinh truyền. Và trong khi đó, mình đối thoại, mình giữ được cái nét của mình, tin nhận sự đúng đắn của mình, đồng thời tôn trọng anh chị em để đối thoại. Chứ không phải bảo, ôi, đạo nào cũng tốt, tôi anh cũng như nhau. Thế thì không còn đến không thể tiến đến một cái tiến trình đối thoại chân chính và tiến xa hơn được.